Chào cả nhà, hôm nay trong video của ngày hôm nay chúng ta sẽ nói về văn hóa năng suất là một tập hợp các giá trị và niềm tin đặt nặng năng suất vào hiệu quả. Nó thường tôn vinh ý tưởng làm việc nhiều giờ, hối hả, chăm chỉ và luôn bận rộn. Văn hóa năng suất và hội chứng kiệt sức. Mặc dù năng suất có thể là một điều tốt nhưng văn hóa năng suất có thể dẫn đến cái hội chứng kiệt sức và bệnh tật khi nó được đẩy đến mức cực đoan. Khi chúng ta liên tục được đánh giá bản thân và được đánh giá bằng cách chúng ta hoàn thành được bao nhiêu công việc này, và thật dễ dàng là cảm thấy như là chúng ta không bao giờ làm việc đủ cả. Chúng ta có thể bắt đầu mất đi cái tầm nhìn về nhu cầu, giá trị của riêng bản thân và định nghĩa cái giá trị của riêng mình dựa trên cái số lượng sản phẩm chúng ta tạo ra. Điều này có thể dẫn đến một chu kỳ làm việc căng thẳng, kiệt sức vì chúng ta liên tục theo đuổi một cái lý tưởng không thể đạt được. Tại sao văn hóa năng suất dẫn đến hội chứng kiệt sức? Có một vài lý do tại sao văn hóa năng suất có thể dẫn đến cái hội chứng kiệt sức này. Đầu tiên, nó có thể tạo ra những cái kỳ vọng không thực tế khi chúng ta liên tục bị tấn công bởi những cái thông điệp như là và tầm quan trọng của việc năng suất, và thật dễ dàng để bắt đầu tin rằng là chúng ta nên có thể làm tất cả mọi thứ mọi lúc mọi nơi. Điều này có thể dẫn đến một cái cảm giác tội lỗi hay là xấu hổ khi chúng ta không đáp ứng được cái nhu cầu hay những cái kỳ vọng của sếp, của công việc hay trong cuộc sống riêng của chúng ta. Thứ hai là văn hóa năng suất có thể dẫn đến cái sự cô lập khi chúng ta tập trung vào việc hoàn thành mọi việc, không có thời gian cho các cái mối quan hệ riêng và hoạt động quan trọng của chính mình, thì mang đến cảm giác là bạn cô đơn và mất kết nối với xã hội bên ngoài. Thứ ba là văn hóa năng suất có thể dẫn đến cái căng thẳng vì liên tục bận rộn này, cố gắng làm quá nhiều việc, thật dễ dàng mà cảm thấy quá tải và căng thẳng, nhất là cái đợt cuối năm như bây giờ thì chúng ta sẽ có nhiều cái dự án mà chúng ta phải hoàn thành. Three times a burnout and how to overcome them của Melody Whiting trên Harvard Business Review đã phân tích rằng ba loại burnout này và cách để khắc phục chúng, và hôm nay mình sẽ tóm tắt trong video ngày hôm nay. Thứ nhất là overload burnout, tức là kiệt sức quá tải. Loại burnout này xảy ra khi mà bạn làm việc quá sức, quá vội vàng để đạt được cái thành công, thường là gây ảnh hưởng đến sức khỏe và cuộc sống cá nhân của bạn. Đây là loại burnout phổ biến nhất và thường xảy ra với những cái người tận tâm với công việc và cảm thấy là có nghĩa vụ phải làm tất cả mọi thứ trong cái tốc độ không bền vững. Cách để khắc phục: phát triển khả năng kiểm soát cảm xúc mạnh mẽ của mình, chẳng hạn như là đặt tên và xử lý cảm xúc của bạn, thay đổi cách nói chuyện với chính bản thân và tách biệt cái giá trị bản thân với công việc, tức là work-life balance, đa dạng hóa bản thân bằng cách đầu tư vào các cái lĩnh vực khác nhau trong cuộc sống. Ngoài cái công việc ra thì chúng ta có cái sở thích riêng này, một công việc khác mang lại niềm vui, thể thao hay hoạt động xã hội, tham gia các cái câu lạc bộ cho tùy vào cái sở thích của bạn. Thứ hai là under challenge burnout, là kiệt sức do thiếu thách thức. Và cái loại burnout này, cháy sạch này xảy ra khi bạn cảm thấy nhàm chán và không được kích thích bởi cái công việc của bạn đang làm và dẫn đến cái việc là thiếu động lực. Những cái người bị cháy sạch do thiếu thách thức có thể cảm thấy là không được đánh giá cao này và trở nên bực bội vì cái vai trò họ thiếu cơ hội học tập này, khả năng phát triển cao này và kết nối có ý nghĩa với cái đồng nghiệp hay là với lãnh đạo trong công ty. Cách khắc phục nó thì là để cải thiện cái cảm giác đam mê của bạn bằng cách là theo đuổi những cái thứ bạn quan tâm hơn, tìm lại cái động lực cho bản thân này bằng cách dành 30 ngày để phát triển một cái kỹ năng mới, bắt đầu từ một quy mô nhỏ. Có lẽ bạn muốn dành 20 phút mỗi ngày để học một ngôn ngữ mới chẳng hạn, hoặc bạn có thể dành 1 giờ để một tuần để học coding, làm blog, viết nhật ký và nhiều cách khác nữa. Việc theo đuổi thứ gì đó mà bạn thích và thấy đáng giá có thể giúp bạn thoát khỏi cái tình trạng uể oải và cảm thấy được truyền cảm hứng hơn, ngay cả khi kỹ năng bạn chọn không liên quan gì đến nghề nghiệp mà bạn đang làm. Và tinh thần nhiệt huyết mới của bạn cũng có thể lan sang cái sự nghiệp của bạn, hoặc là thậm chí là thúc đẩy bạn khám phá một lĩnh vực mới, đổi công việc chẳng hạn. Chẳng hạn như là mình đây thì mình học các khóa học online về phát triển bản thân này, cách làm kênh YouTube này, viết blog, làm podcast, thiết kế trang web, học video editing, học một ngoại ngữ mới như là tiếng Trung Quốc. Thứ ba, lag neck burnout, là kiệt sức do bị bỏ bê. Loại cháy sạch này là loại cháy sạch cuối cùng trong video ngày hôm nay và được gọi là bỏ bê. Tức là vì sao? Vì là khi cảm thấy bất lực trước những cái thách thức, lag burnout xảy ra khi bạn không được cung cấp đủ cấu trúc, định hướng hoặc là cái hướng dẫn
tại nơi làm việc, bạn có thể thấy khó theo kịp các yêu cầu hoặc cảm thấy không thể đáp ứng được các cái kỳ vọng theo thời gian, thì điều này có thể khiến bạn cảm thấy bất tài, bực bội và không chắc chắn mình đang làm gì. Trước đây thì mình cũng nhận được những cái dự án mới khi không được hướng dẫn này đầy đủ này, không có biết mục tiêu hướng đi phát triển của cái dự án này, thì người chỉ dẫn của mình cũng không tận tâm nữa, không hỗ trợ mình lấy lại động lực và đưa ra những cái công cụ thiết yếu để cho mình, tạo cho mình cái cảm giác bị bỏ rơi này, chán nản này. Cũng có lúc là làm việc nhóm thì chúng ta có thể rơi vào cái hoàn cảnh là một người thì được thiên vị, người kia lại là cái gai trong mắt của nhóm trưởng chẳng hạn. Thì cách khắc phục là tìm cách lấy lại cảm giác tự chủ đối với vai trò của bạn này, xác định cái các nghĩa vụ mà bạn cần nói không và rèn luyện kỹ năng thiết lập ranh giới mạnh mẽ hơn, nói chuyện với cả sếp của bạn về khối lượng công việc và tập trung vào những cái gì mà bạn có thể kiểm soát được, tìm một mentor nữa, một người có thể nâng đỡ hay là chỉ dẫn bạn. Người đó không nhất thiết là làm cùng nhóm này, cùng trụ sở hay chức vụ, quan trọng là họ có kinh nghiệm và sẵn lòng để giúp đỡ bạn, chỉ lối cho bạn. Kiệt sức, burnout của mỗi người đều không theo cùng một cách vì cùng một lý do, nên điều quan trọng là phải xác định cái loại cháy sạch mà bạn có thể đang gặp phải. Bạn thậm chí có thể đang phải đối mặt với sự kết hợp của một hoặc hai trong số những loại cháy sạch cùng một lúc. Xác định trường hợp của bạn sẽ giúp bạn dễ dàng tìm ra các cái giải pháp cụ thể hơn để giải quyết những cái thách thức cụ thể trước mắt. Theo mình thì sống đơn giản hay là sống chậm là một cách hữu hiệu để khắc phục cái tình trạng burnout này. Vì cả hai cái lối sống nêu trên có thể giúp bạn giảm bớt cái căng thẳng, áp lực trong cuộc sống. Khi chúng ta sống đơn giản hơn, chúng ta sẽ có nhiều thời gian và năng lượng hơn để tập trung vào những cái điều quan trọng, những cái điều mà bạn cảm thấy hạnh phúc, mang lại hạnh phúc cho bạn. Chúng ta sẽ có cơ hội để nghỉ ngơi, thư giãn tinh thần lẫn thể chất và phục hồi sức khỏe. Mình mong rằng là cái video ngắn ngày hôm nay sẽ giúp ích cho bạn để các bạn có thể xác định được cái tình trạng cháy sạch trong công việc hay là trong cuộc sống của bạn và có thể cải thiện nó và tìm ra được cái người chỉ dẫn hướng dẫn cho bạn để vượt qua những cái khó khăn trong cuộc sống. Xin chân thành cảm ơn, và nếu như các bạn có bình luận hay like, comment thì mình rất 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 là cảm ơn bạn, vì cái điều đó sẽ giúp mình mang lại cái video tốt hơn, bổ ích hơn trong tương lai. Xin chân thành cảm ơn. Hẹn gặp lại.